Thưa quý khán giả, chiều nay, tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tham dự. Trong tình hình mới, chỉ thị số 40 tiếp tục được hệ thống chính trị Đồng Tháp đẩy mạnh triển khai, góp phần đảm bảo an sinh, phát triển kinh tế xã hội. Trong 10 năm thực hiện chỉ thị số 40, tỉnh Đồng Tháp đã huy động và phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cùng tham gia thực hiện hoạt động tín dụng chính sách xã hội, giúp hàng trăm ngàn lượt hộ được tiếp cận nguồn vốn vay, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Tổng doanh số cho vay hơn 14.000 tỷ đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,51%. Toàn tỉnh hiện có hơn 3.000 tổ tiết kiệm và vay vốn với 156.000 tổ viên. Trước nhu cầu tăng vốn vay để đầu tư vào các mô hình sinh kế đặt ra yêu cầu cao hơn về vốn tín dụng chính sách xã hội trong thời gian tới. Cái nhu cầu thì rất lớn nhưng cái nguồn vốn phân bổ thì chưa có đáp ứng được cái nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng. Chúng tôi xin đề xuất kiến nghị với ngân hàng chính sách nghiên cứu đề xuất cái cơ chế tăng cường cái vai trò gắn với cái trách nhiệm của trưởng khóm ấp đi đôi với quyền lợi theo cái hướng cân đối kinh phí chi trả cho trưởng khóm ấp gắn với cái quy mô và chất lượng tín dụng tại địa bàn. Giai đoạn mới, Đồng Tháp phấn đấu hàng năm nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang ngân hàng chính sách xã hội chiếm từ 15 đến 20%. Đến năm 2030, nguồn vốn ủy thác này chiếm 15% tổng nguồn vốn cho vay của chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh. Sau hơn 10 năm triển khai, chúng ta tiếp tục quán triệt sâu rộng, không riêng gì trong nội bộ của chúng ta, kể cả các tầng lớp nhân dân, người lao động đều nắm cái tinh thần này, cái sự quan tâm đặc biệt của Đảng bộ Đồng Tháp đối với hoạt động để đảm bảo được cái yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh ủy đề ra. Và chúng ta phải chú ý, khi mà làm ăn có hiệu quả thì chúng ta thấy rồi, dư nợ tăng, nợ xấu giảm thì thu nhập nó ổn định, ngày tăng lên thì chúng ta thoát được nghèo. Có thể nói chỉ thị số 40 đã đi vào cuộc sống, phát huy hiệu lực hiệu quả, hợp với ý Đảng lòng dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Qua đó đã khẳng định ngân hàng chính sách xã hội là một định chế tài chính công, thực hiện có hiệu lực hiệu quả các chính sách xã hội của chính phủ. Người dân là có cái ý chí vươn lên để thoát nghèo, và không những thoát nghèo mà còn có ý chí mong muốn làm giàu và giúp đỡ cho những cái hộ dân trên địa bàn, trên cộng đồng dân cư. Thì tôi tin tưởng rằng với những cái nhiệm vụ và những cái giải pháp và cái sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, tỉnh Đồng Tháp thì tất cả các cái mục tiêu đối với cái tín dụng chính sách thì chúng ta sẽ có được những cái bước tiến và những cái thành công, thành tựu đặc biệt hơn nữa để góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Dịp này, nhiều cá nhân và tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị số 40 được nhận giấy khen từ Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, bằng khen từ Bộ Giáo dục và Đào tạo và bằng khen từ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp.